Hey nhau các bạn, mình là Tôi Đi Cốt Dạo. Thì mấy hôm trước á, mình có tư vấn chia sẻ cho vài bạn mới ra trường cũng có, để làm 2-3 năm cũng có, cách viết CV, cách chỉnh sửa CV sao cho nó phù hợp để mà nộp vào các công ty để mà dễ được gọi và được phỏng vấn. Do vậy trong vlog kỳ này á, thì mình cũng chia sẻ luôn cái CV của mình nó gồm những phần nào. Nhờ cái CV này mà mình được khá khá nhiều công ty gọi phỏng vấn và được nhiều offer sau mấy vòng phỏng vấn đấy. Thì như các bạn đã biết á, thì cái CV nó khá là quan trọng. CV tốt chưa chắc đã có việc, nhưng mà CV tệ hoặc là CV không đúng á, thì nhiều khi là các bạn rớt từ vòng gửi xe luôn, không được gọi để vào phỏng vấn để chứng minh cho bản thân luôn. Do vậy hôm nay thì mình chia sẻ CV của mình nè, và chỉ ra những cái lỗi các bạn hay gặp khi viết CV hoặc là những cái các bạn có thể cải thiện, và có một cái mẫu để các bạn có thể làm theo ha. Thì vlog kỳ này được tài trợ bởi chúng ta đã lập trình CyberSoft. Thì CyberSoft là chúng ta đã được khá lâu đời rồi, với hơn 5.000 bạn đã học và ra trường, dạy đủ công nghệ từ front end tới back end, đáp ứng thực chiến, làm dự án thật chứ không phải chỉ là học lý thuyết suông nha. Do vậy những bạn nào mà quan tâm muốn học thử hoặc là muốn nhờ tư vấn vân vân thì cứ liên hệ là facebook.com đó học việc ha. Có thể dùng mã Cyber Cốt Dạo được giảm giá ưu đãi trong những khóa học sau ha. Ok, tụi mình bắt đầu thôi. Thì không lòng vòng nữa ha, thì đây là cái CV theo mình tầm 6-7 năm từ lúc mình mới ra trường tới giờ, và nhờ nó thì mình đã vào được vài ba chục cuộc phỏng vấn, nhận được chục cái offer. Thì CV nó là cái ghi lại cái quá trình làm việc, cái quãng đường làm việc của bạn. Do vậy thì các bạn có thể update nó 1 năm 2 năm một lần, hoặc là trước khi nhảy việc thì update CV ha. Thì cái CV này bản thân mình nó chưa hoàn hảo lắm, nhưng mà đối với mình thì nó đã đủ để mình đi xin việc vân vân rồi. Có thể các bạn từ góc nhìn nhân sự thì các bạn sẽ có những cái ý kiến để mà cải tiến, các bạn cứ comment cho mình biết ha. Ok, đầu tiên thì cái phần quan trọng nhất của CV đó là phần trên cùng này, đó là phần tên, tuổi, vị trí và thông tin liên lạc ha. Tại vì thường các bạn đọc CV mà không có điện thoại, không có email thì họ chả biết liên lạc với bạn kiểu gì hết á. Do vậy là làm CV sao thì nhớ chắc chắn để lại hai cái này để người ta còn liên lạc lại cho mình ha. Cá nhân mình thì mình để thêm cái link LinkedIn luôn, để có gì sau này add đồ cho dễ. Tại vì LinkedIn là một cái mạng xã hội khá là tiện cho cái việc tìm job vân vân ha. Đa phần thì nhân sự họ cũng gọi mình LinkedIn vân vân không thôi. Các bạn có thể tạo tài khoản LinkedIn và các bạn thêm cái link vào. Thì CV thường thì phần summary là phần không bắt buộc, nhưng mà mọi người các bạn nên có. Phần này tức là cái phần tóm tắt sơ trình độ của bạn, những cái kiến thức kinh nghiệm của bạn. Như là mình làm full stack thì mình ghi là mình làm full stack 8 năm kinh nghiệm, rồi 6 năm làm front end, 4 năm làm back end vân chẳng hạn, là mình thích làm về UI UX. Đó, nếu các bạn làm back end thì các bạn có thể làm vậy, các bạn có thể kể là tôi làm back end 5 năm kinh nghiệm với những công nghệ gì, tôi thích làm những cái hệ thống lớn chục triệu người dùng, hay là tôi đã từng có cái gì tự hào trong quá trình làm việc. Các bạn có thể viết ra tầm 2-3 dòng để họ đọc lướt qua, để họ biết bạn là người như thế nào và bạn apply vị trí nào nha. Thì cái này là do mình đang apply vị trí full stack nên là mình sửa thành full stack này, và mình là full stack engineer nè. Nếu mà mình apply cho vị trí front end thì mình sẽ đổi nó thành front end, sau đó là mình sẽ sửa nó thành front end và mình nhấn mạnh hơn về front end một chút ha. Rồi tiếp theo là phần technical skill, thì phần này có cũng được, không có cũng không sao, nhưng mà nói chung là nên có để nó tóm tắt lại là các bạn đã làm những gì. Tại vì sao vậy? Một là mấy bạn nhân sự họ sẽ đọc lướt qua, họ biết là những cái kỹ năng này có phù hợp với lại cái công việc đang tìm hay không. Ví dụ như là họ đang tìm người làm CSAP, làm front end, thấy mình có kỹ năng làm JavaScript này, có React, back end này thì họ thấy nó phù hợp. Còn nếu mà ví dụ họ kêu là họ đang tuyển người làm nhúng, người làm vi mạch, mà họ vô thằng này, ủa thằng này làm web không à, thì tất nhiên là họ sẽ đánh CV rớt ra. Cái phần language này thì các bạn ở công ty thì nhiều chỗ cần. Thật ra thì mình làm việc xin CV nước ngoài thì cái IELTS này không quan trọng, tại vì quan trọng là lúc mà nói chuyện họ vẫn là được. Nhưng mà nếu bạn có bằng hay là ở Việt Nam thì nên bỏ vào. Tiếp theo là có một số cái ví dụ như là nằm ngoài cái tầm mà những kỹ năng thì bạn bỏ vào, ví dụ như là mình không chuyên DevOps nhưng mà cái gì DevOps thì mình viết là mình có một số kinh nghiệm về cloud computing vân vân, rồi là CI/CD. Còn nếu các bạn mà phỏng vấn chỉ DevOps chẳng hạn thì các bạn sẽ phải viết rõ cái phần này và phần framework là AWS hay dùng cloud hay CI/CD ở những cái nào, nó rõ hơn. Phần technical skill này không phải cho bạn mà cho cái người nhân sự họ sẽ xem là cái kỹ năng của bạn có match với cái vị trí đó hay không. Ngoài ra thì nhiều chỗ là nó còn không có người nhân sự mà họ sẽ scan CV, tức là họ xem là CV này có những cái keyword này hay không. Ví dụ như là họ tuyển người làm Java chẳng hạn, mà đọc một hồi cái thằng này tuyển làm JavaScript rồi làm C++, không có làm Java thì là nó cũng sẽ tự rớt luôn, không cần tới người ha. Thì một cái lỗi mà thấy nhiều bạn hay gặp đó là các bạn viết những cái như là senior Java hoặc là Java, các bạn làm mấy cái khung rất là fancy vân, rồi là mấy cái vòng tròn chẳng hạn, không có ai đánh giá được là bạn senior Java hay là Java trình độ bạn 9.9.10.10 HTML 9.9.10.10 đó, mà cái đó là do kỹ năng của bạn. Do vậy lúc phỏng vấn họ sẽ đánh giá, nhưng những cái đánh giá vân vân rồi mấy cái cột mấy cái dòng nhìn nó fancy nhưng không có giá trị nha. Cá nhân mình thì CV mình và CV mấy ông senior mình từng thấy thì không ai để mấy cái dòng đánh giá 9.9.10 cả. Nếu có thì họ chỉ ghi là làm bao nhiêu năm kinh nghiệm thôi, còn lại cái việc senior hay không, rành đọt hay không thì người ta lúc phỏng vấn sẽ đánh giá mình ha. Thì CV mình nó chỉ có một cột, nó kéo lên kéo xuống rồi nó dễ hơn, nhưng mà thật ra các bạn có thể làm hai cột cũng được để tiết kiệm. Của mình một cột thì nó tầm 3 trang, thì đừng có để CV 4-5 trang dài quá, tầm 3-4 trang được rồi. Tiếp theo là cái phần quan trọng nhất, đó là phần professional experience, tức là kinh nghiệm làm việc. Thì với những bạn CV mà các bạn chưa đi làm fresher thì các bạn có thể bỏ những dự án đã làm lên, hoặc là bỏ những cái phần education lên. Còn cá nhân mình thì những người đi làm lâu năm phỏng vấn các vị trí senior đúng không, thì họ quan trọng kỹ năng làm việc hơn. Phần kinh nghiệm làm việc là những kỹ năng nào, kinh nghiệm làm việc nào gần nhất thì là mình sẽ bỏ lên trên cùng ha. Ví dụ như là mình kể về công việc gần nhất của mình là từ 2019 tới giờ, thì mình
làm dự án nào nè, đó là dự án gì, một số công nghệ cái dự án này dùng, để họ có thể match là thằng này đã từng dùng những công nghệ nào. Sau đó phần quan trọng nhất là cái phần responsibility, tức là bạn làm những gì trong cái dự án đó. Ví dụ một cái dự án rất là bự, phục vụ chiều khách hàng, rồi có vài chục module, bạn là người thiết kế cái dự án đó, bạn là người chăm sóc khách hàng, hay là bạn là người bảo đảm cái thiết kế đó nó ok, thì là cái role rất quan trọng. Cũng là dự án đó nhưng mà bạn chỉ là thằng code module nhỏ nhỏ, bạn chỉ viết cái document cho mấy cái module chút xíu, hoặc là bạn chỉ fix mấy con bug nhỏ nhỏ thôi, thì cái vai trò cũng sẽ khác. Do vậy á, thì ví dụ như của mình là mình sẽ ghi rõ là mình là người chọn những cái technology nè, mình là người đưa decision nè, mình là người thiết kế architecture nè, và công việc của mình á là mình review code, rồi mình xem những cái bạn junior nó có gì cần cải thiện để mình mentor nè, thì mình viết rõ ra. Rồi một cái nữa các bạn nên có, đó là không chỉ nêu công việc mà nếu có thể ghi luôn cái việc nó làm nó đã mang lại những cái lợi ích gì. Ví dụ như là cái việc mình làm là refactor với unit test, nhưng mà lợi ích của nó là giúp cho mấy bạn engineer, mấy bạn developer, người ta bài giảng nhanh hơn, người ta học nhanh hơn. Hoặc là ví dụ như là mình thiết kế architecture này chọn CI/CD á, giúp cho cái việc đỡ bất hơn, hoặc là deploy phiên bản mới nhanh, thì các bạn có thể viết ra thay vì là chỉ biết là những cái bạn đã làm hay không ha. Tương tự cũng vậy á, thì các bạn ví dụ như là hồi xưa mình làm lead này, thì mình lead từ bao nhiêu tới bao nhiêu nè, mình sẽ ghi rõ là dự án đó gồm những cái phần nào nè, rồi là mình làm những công nghệ gì nè, mình công việc của mình là gì nè. Thì các bạn có thể thêm một số keyword vào, ví dụ như là công ty mới á, họ làm hệ thống là có microservice, thì mình có thể thêm một số keyword vào như là mình đã từng refactor chuyển thành microservice nè, rồi bảo trì hệ thống legacy vân vân nè. Có một số cái như là mình có ghi là mình làm cái chức này giúp cho cái việc giảm thời gian deploy 40% nè, giảm bớt vân vân nè. Nhưng mà quan trọng các bạn phải ghi rõ đây này là công việc của mình là gì và mình đóng góp gì cho cái dự án này, và có thể họ sẽ hỏi kỹ hơn, chứ đừng ghi vào dự án không rồi chỉ ghi là em code một này một kia thì bình thường lắm ha. Còn như CV của mình để dài rồi thì một số cái cũ quá mình không bỏ vô, như cái này 2014 là 5-6 năm trước, là gần 7-8 năm trước rồi nè, thì mình cũng không có bỏ vô chi, tại vì bỏ vô là họ hỏi mình cũng không nhớ, và những cái đã lâu quá rồi á, nghĩa là tầm mấy năm trước rồi á, nó cũng không có relevant lắm. Nên là quan trọng những cái thằng gần nhất, tầm 3-4 công ty gần nhất là được. Tùy bạn thì có thể nhiều chỗ họ sẽ hỏi là tại sao mày là chỗ này có 6-7 tháng, hoặc là này có 6-7 tháng chẳng hạn. Cũng may là hiện tại ngành mình nó là đang cần nên là không hỏi, họ CV họ không đánh giá là bạn nhảy nhiều quá, trừ khi bạn nhảy 1-2 tháng mà nhảy 1 lần. Cá nhân mình là mấy công ty mình gắn bó thì có khi là tầm 2-3 năm mới nhảy 1 lần ha. Sau cái phần mà kinh nghiệm á, thì các bạn để phần education lên, thì education nhiều khi họ không đánh giá mấy đâu nếu các bạn làm senior. Còn nếu các bạn mới ra trường á, họ sẽ đánh giá là bạn học trường nào, trường tốt hay trường xịn, rồi là điểm bao nhiêu, rồi đã học những môn gì. Thì nếu các bạn mà mới ra trường á, thì các bạn phần education này các bạn có thể để lên trước cũng được, thêm những cái như là đồ án tốt nghiệp là gì nè, các bạn học những môn gì trong trường này, rồi điểm bao nhiêu nè, rồi bạn điểm này. Nhưng mà nói chung là từ 2-3 năm kinh nghiệm trở lên là họ sẽ không quan tâm cái trường của bạn nữa, mình chỉ biết là mình học trường gì, ở đâu, ngành gì, bằng là bao nhiêu thôi. Thì cái này nhiều khi họ cũng chả quan tâm đâu. Nếu mà xin visa nữa thì những cái bằng này nó cũng giúp cho các bạn dễ xin visa hơn, là tạm xong rồi đó. Còn nếu các bạn mà chưa kinh nghiệm thì các bạn có thể cái phần trên đó các bạn có thể biết những cái dạng để làm, các bạn có thể mô tả rõ ra ha. Rồi phần cuối là cái phần bổ sung thêm thôi, mình thấy không cần lắm, mình bỏ vào cho vui. Ví dụ như là đó, phần này là gì, như là mình thích làm gì nè, có Stack Overflow rồi nè, rồi mình có blog rồi nè. Nhưng mà thật ra thì mình thấy trong quá trình phỏng vấn mình á, là chưa ai hỏi mình về mấy cái như là sở thích viết blog hay là Stack Overflow gì cả. Như hồi xưa Việt Nam có, còn giờ mình đi làm phỏng vấn ở đây mấy năm chưa ai gọi cả. Họ chỉ coi cái trang GitHub của mình xem là có dự án gì hay, có những dự án gì mình đã làm, hoặc là mình đóng góp nhiều hay không thôi. Thì cái GitHub quan trọng, còn mấy cái này thì thật ra mình thấy không quan trọng lắm. Đó, quan trọng các bạn để lên GitHub để họ đánh giá là bạn có code cái không là được, và sửa GitHub để đẹp tí là được ha. Tóm quần lại thì một cái CV thì nên có thông tin liên lạc này, tên của bạn nè, rồi có giới thiệu sơ về bản thân và những kỹ năng bạn đã có, và quan trọng nhất là kinh nghiệm của bạn ha. Hay như mình đã nói đó, những cái CV có thể là đẹp, quan trọng là nội dung của CV và công việc của bạn, không phải là đẹp. Như CV của mình thì nó chỉ có đúng 2 màu, một màu đen, một màu trắng, với lại thêm màu xanh là 3 màu, là màu link thôi. Quan trọng là bạn đã làm những gì và bạn làm thế nào, không cần phải CV fancy 3 cột 3 dòng, có nhiều hình, rồi có màu mè hoa lá làm gì. Quan trọng CV là phải gọn. Và thật ra cái nội hàm CV cũng rất là quan trọng. Ví dụ như là mình là công ty mình làm công ty ở Sinh, mình làm engineer manager, mình làm full stack đồ. Nhưng mà tại những công ty bình thường start up thì những công ty start up họ sẽ thích mình, nhưng mà những công ty to to như làm Facebook, Google, Amazon này thì họ sẽ quan tâm những cái người mà làm những công ty lớn, như là từng làm Amazon, từng làm Facebook. Ví dụ như cũng CV này, nhưng mình thay một cái công ty ở đây bằng công ty Facebook, Google chẳng hạn, thì sẽ có giá trị rất là nhiều lần. Do vậy nên nhớ là CV chỉ là một để thể hiện bản thân của bạn thôi, còn bản thân bạn phải giỏi, phải là những công ty to á, CV nó mới có giá trị ha. Đó, và cái lời khuyên cuối cùng đó là hãy sửa lại cái CV, đừng có một cái CV đi rải nhiều chỗ, mà hãy sửa cái CV cho phù hợp với công việc mình đang tuyển. Ví dụ như công việc họ đang tuyển front end á, thì sửa một chút CV tập trung về front end, rồi nhấn mạnh những cái skill front end. Công ty họ tuyển back end á, thì có thể vẫn phần này mình sẽ bỏ bớt những cái liên quan tới front end, mình sẽ biết nặng vào những cái back end là làm như là mình đã define những cái message trong message kia như thế nào, rồi message nào nó gọi message nào vân vân, chẳng hạn là mình từng sửa lại refactor nguyên hệ thống gửi nhận tin nhắn của mấy cái microservice vân vân chẳng hạn, thì nó sẽ giúp ích hơn cho cái việc phỏng vấn ha. Đó, thì qua video này á, mình đã chia sẻ sơ với các bạn cái CV của mình trông như thế nào, gồm những phần nào, có những cái gì mình đã dùng, mình cần cải thiện, và cũng chia sẻ luôn những cái lỗi các bạn hay gặp khi mà viết CV, trình bày CV, hoặc là những cái thiếu sót khi các bạn viết. Hy vọng thông video này sau á, thì các bạn có thể biết là những cái CV tốt á, thì cần có những cái gì, ghi những phần nào để các bạn có thể áp dụng và cải thiện CV của mình ha. Thì nếu mà nhiều bạn quan tâm thì các bạn có thể comment, nếu nhiều bạn quan tâm á, thì mình sẽ đăng chia sẻ cái template CV của mình hoặc là cái file Word các bạn chỉnh sửa nha. Còn hiện tại thì mình chỉ show đây thôi, các bạn có thể giới thiệu ra các bạn tự làm. Còn nếu nhiều bạn quan tâm hơn, các bạn cứ comment thì mình sẽ đăng file Word hoặc vân vân để các bạn có mẫu chỉnh ha. Thì một lần nữa cảm ơn CyberShot đã tài trợ video kỳ này. Thì CyberShot là chúng ta đã lập trình dạy đủ thứ từ front end tới back end phù hợp cho những bạn đã đi học hoặc là đang làm trái ngành, muốn chuyển qua ngành này. Thì CyberShot đã dạy được vài năm rồi, với hơn 5.000 bạn ra trường rồi. Họ dạy theo hướng dự án, làm những dự án chuyên nghiệp,
nghiệp thực tế giống như là đi làm thật. Và ngoài ra thì bên đó cũng có đội ngũ hỗ trợ các bạn cách viết CV, chỉnh sửa, chuẩn bị CV để đi phỏng vấn xin việc ha. Các bạn nào quan tâm thì có thể bấm vào cái link trên này hoặc là liên hệ tư vấn fb.com nó học việc để nhờ tư vấn ha. Có thể dùng mã Cyber Cố Dẻo được giảm giá. Video tới đây là hết rồi, bạn thấy hay thì nhớ bấm like và đăng ký video này nha. Các bạn hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau nha.